Chào bác nhé, hôm nay cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu cho người lô máy cưa xích Nhật bãi. Lô này em lên xe lô chữ K, sẽ gồm có rất là nhiều máy VIP nhé. Hôm nay lên lô máy VIP cho anh em. Sản phẩm khi bác mua cưa xích bên em sẽ gồm có rũa tuyết và tô vít nhé. Số điện thoại cửa hàng là 0976123320. Lô này sẽ lên có gồm có tay dài Hitachi này, lòng đứng ZUB, tay dài cực kỳ là VIP nhé. Echo 332 CDOA, Echo Green CDOA luôn này, sách Lumen và một con Komatsu 330 siêu VIP nhé. Rồi, bác là xem clip thì vui lòng cho em xin nút like, đăng ký kênh và cho thông báo. Những cái sản phẩm bên em thì đều có ship hàng toàn quốc nhá. Đó. Rồi giới thiệu chi tiết luôn. Lô này sẽ lô chữ K. K1 ngày hôm nay thì giới thiệu cho bác một con máy Hitachi tay dài. Một cái hệ tay dài đời cao nhất của Hitachi bây giờ, cực kỳ là VIP. Máy là mã là CS35ED. Máy được trang sức công suất là 34cc nhé, 34cc luôn. Một con máy tay dài được trang bị công suất khá là lớn, dành cho các bác cắt gia đình. Con này cắt thì cực kỳ là đầm máy, mạnh máy luôn. Đấy, hệ Hitachi VIP đời cao nhé. Đó, cao nhất bây giờ luôn. Và đặc biệt thì nó được trang bị công suất khá là lớn. Đó. Máy được trang bị 535, xích là xài xích chung 91, trọng lượng máy là 4,5kg. Đó, rất là nhẹ nhàng. Con này siêu VIP rồi, siêu VIP cho anh em nhé, cắt gia đình này các bác. Cắt xung quanh vườn nha, cắt cùi cắt trước thì cắt con này quá là đẳng cấp luôn. Cái này bán cho anh em giá 2,2 triệu nhá, một con Hitachi này, bơm xăng phụ có, trợ lực có luôn. Đó, máy đẹp keng luôn, thiếu cái thùng. Hàng con này thì bao đẹp đến 95% cho mọi người. Rồi, test nổi từ máy K1 cho bác nhá. Quá nét luôn Hitachi. Ok, con này giá 2,2 triệu, bao phí ship, máy đẹp keng. Rồi tiếp theo K2. K2 ngày hôm nay thì lâu lắm mới về được con Komatsu 435. Komatsu 435 hệ chuyên cho anh em đi cắt leo trèo tỉa cành. Hay đặc biệt thì các bác nào muốn mua con máy cắt gia đình mà là máy tay dài, nhưng mà là phải là máy lòng đứng chạy. Thứ nhất là nó phải lợi xăng, và thứ hai là dòng này rất là dễ nổ anh em nhé. Máy lòng đứng này, nó vòng tua lớn thì biết rồi, nhưng mà đặc biệt nó rất là dễ dùng luôn. Đó, chụp ra được trợ lực lớn. Con này thì anh em leo trèo tỉa cành rất là thích này, vì cái ưu điểm của nó rất là lớn. Đó, thắng xích thắng chiếc có luôn, bơm xăng phụ có nhá. Máy được trang bị công suất 35cc. 35cc ở một con tay dài, máy lòng đứng cực kỳ là ngon. Đặc biệt máy này rất là mới, rất là đẹp này, mặt tiền này, đấy, làm còn nguyên chữ này. Làm 35 xích là xài xích chung 91. Đó. Như con này thì bán cho anh em giá 2,3 triệu, trọng lượng máy chỉ trên 4kg tí xíu thôi, trên 4kg nhá. Rất là nhẹ cho anh em luôn, máy đẹp keng này. Đó, con này giá 2,3 triệu, hệ này là hệ siêu VIP nhá. Đó, một con máy mà nó được tích hợp rất là nhiều công nghệ. Đấy, giảm giật thì bằng lò xo nhún rất là êm luôn, rất là êm, chạy êm ái, lợi xăng. Máy thì máy lòng đứng, một con tay dài, con này cắt gia đình thì miễn chê luôn rồi, cực kỳ VIP nhá. Rồi test nổi tiếng máy con K2, 2,3 triệu, bao phí ship nhá, siêu nhẹ, rất là êm. Ok, con này giá 2,3 triệu, bao phí ship cho anh em. Tiếp theo K3 ngày hôm nay thì cũng với phân khúc mà 2,2 triệu, 2,3 triệu. Các bác yêu cầu phải là một con máy khỏe hơn, châu bò hơn thì các bác tham khảo sang cái mẫu Echo 332. Con này được trang bị công suất 33cc, nòng 39 ly, hệ hàng 332 thì nó chạy cực kỳ đầm, nó thuộc hệ khai thác tầm trung, cho nên là anh em cắt keo cắt kiếc cả ngày. Nhưng dòng này cắt rất là bền, rất là châu bò luôn. Đó. Máy thì trọng lượng máy là đi 5,3kg. Con này thì em lên rất là nhiều clip ở cửa hàng rồi. Đó, rất ít khi, nói chung là dòng này bán rất là chạy. Đấy. Anh em phản hồi cực kỳ tích cực về cái chất lượng máy. Máy được trang bị 535, xích là xài xích 325, xích là xài xích chân 325 luôn nhá. Rất là dày, rất là khỏe luôn. Con này cắt cực kỳ là sướng nhá. Đó. Rồi, con này đi cắt tầm trung, anh em đi cắt keo cứ thoải mái luôn đi các bác ạ. Rồi, con này bán anh em giá 2,2 triệu, với phân khúc này thì sức mạnh con này nó gọi là cực kỳ là châu bò, vô địch thiên hạ luôn. Rất là êm.
này giá 2,2 triệu bao phí ship nhá. Tiếp theo K4 ngày hôm nay thì có con Sidewa 360, một con Sidewa cực kỳ là chất nhá. Hàng Sidewa thì anh em biết rồi, một trong những cái hàng mà máy cưa thương hiệu hàng đầu của Nhật Bản luôn. Con này thì được trang bị công suất 36cc này, nòng 40mm, trọng lượng máy 5kg. Những cái máy này thì trọng lượng nó rất là nhẹ, 5kg, nhưng mà nó chạy cực kỳ là đầm, cực kỳ là bền máy nhá, vòng tua lớn. Đó, 36cc nòng 40mm. Các bác không biết đến cái thương hiệu Sidewa thì các bác cứ gõ lên thương hiệu Sidewa, máy cưa, máy cắt cỏ, máy phát điện, tất cả những cái động cơ của Sidewa chạy cực kỳ là ngon luôn. Anh em trong Bình Thuận thì chỉ Sidewa và Sidewa thôi. Làm 35 này, làm 35 xích là rất là dày, xích con này xích 90% luôn cho anh em nhé. Máy nòng đứng chạy cực kỳ là lợi xăng. Rồi, con này thì 36cc nhá, nòng 40mm. K4 ngày hôm nay bán cho anh em giá 2,5 triệu nhá. Giá 2,5 triệu bao phí ship. Và con Sidewa 360. Đó, hàng Sidewa chất lượng cho anh em luôn nhá. Test nổ đây. Không châm xăng rồi nhá. Ơi, hết sạch xăng trong. Còn một miếng xăng nhỏ thôi. Đó, quên, con này em quên không châm xăng nhá. Một con Sidewa 360 này bán cho anh em giá chỉ là 2,5 triệu thôi. Hàng cực kỳ là chất lượng nhá. Đó, các bác nào quan tâm thêm về cái con này thì cứ liên hệ tiếp qua số điện thoại nhá, là 0976-2320. Cái này thì em có châm xăng nhưng mà châm nó rất là ít. Đó, nó không đủ để vận hành nhá. Cho nên là nó bị rú ga cuối như kiểu là ga điên đấy. Đó. Rất là vì là trời nó trời mùa đông ngày tối rất là nhanh, cho nên là em sẽ tranh thủ em quay clip cực kỳ là nhanh cho các bác kia. Con này giá 2,5 triệu, hàng chất lượng của Sidewa, bao 2,5 triệu bao ship. Sidewa quá đẹp rồi. K5 ngày hôm nay thì có con cưa Echo Green. Hàng Echo Green này thì anh em biết rồi nhá, một trong những cái hàng mà nổi tiếng về cái độ tiết kiệm nhiên liệu. Máy thì được trang bị công suất là 36cc này, nòng 40mm. Con này thì qua cắt khai thác tầm trung nhá, cực kỳ là ngon. Lam 35, xích là dài, xích trung 91, lam xích rất đẹp này. Xích, các bác nhìn cái xích của nó này, xích của nó mới đến 90% nhá. Lam thì lam green. Đấy, lam theo máy thì cái lam này thì hàng nó về rất là đáng tiếc, nó xô xát với những cái máy khác thì nó bong đi lớp sơn này. Chứ còn các bác nhìn cái đầu lam nhá, đặc biệt nhìn cái đầu lam thì nhìn cái đầu lam này rất là ít cát nhá. Đặc biệt cái xích này, xích là zin theo máy rồi. Xích là dài đến 90%, chưa rũa thì các bác biết cái độ mới của con máy này như thế nào đấy. Ốc áng 7 màu, trọng lượng máy là 5,5 kg. Con này thì 36cc, nòng 40mm, bơm xăng phụ có, trợ lực có luôn. Đó. Con này cắt tầm trung đi, cắt keo kiếp thoải mái đi, cắt dừa riêng thoải mái nhá. Thắng xích thắng xước có luôn. Hàng Echo Green này thì chạy bền máy và siêu lợi xăng luôn cho các bác. Đấy, rất là đẹp nhá, cực kỳ xuất sắc luôn. Rồi, con này bán cho anh em giá 2,6 triệu, bảo phí ship con K5. Rất nổi tiếng máy K5 cho các bác nhá. Thanh luôn các bác kia, công nghệ vô giảm thanh nghe cực kỳ là đã tay này. Đó, cực kỳ là ngon, con này bán 2,6 triệu thôi, quá là hời anh em ạ, chốt luôn đi, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là rẻ. Rồi, tiếp theo K6 ngày hôm nay thì cũng là một con Sidewa, con này là Sidewa 394. Thì thưa các bác thì biết rồi. Đó, các bác thích cái con Sidewa, hệ Sidewa nhé, nóng đứng mà con này công suất nó mạnh hơn. Con này được trang bị công suất là 39cc nhá, nòng 40mm, máy nòng đứng của Sidewa. Con này được trang bị lam Latin này, lam Latin, xích là xài xích 325. Xích này thì em cũng đã cắt xích mới cho anh em nhá, cắt xích mới cho anh em luôn này. Lam 40, xích là xài xích 325. Xích này thì xẻ xiếc thì hạ cây đứng thì khỏi chê. Trọng lượng máy con này 5,5kg, máy thích hợp thêm cả van xả áp này, có xả áp này, rất là bền máy nhá. Đó. 394 này. Con này chạy cực kỳ là ngon nhá. Đặc biệt thì cái dòng Sidewa này thì nó chạy siêu lợi xăng rồi. Máy bốc lợi xăng, phụ tùng cực kỳ là dễ dàng kiếm luôn nữa các bác nhé. Thì các bác không phải lo. Con này giá là 2,8 triệu nhá. K6 giá 2,8 triệu bao phí ship này. Đó, Sidewa 94 rất là ngon. Test nổ tiếng máy con K6 cho bác nhé.
chất luôn, K6 giá 2,8 triệu. Rồi tiếp theo K7. K7 ngày hôm nay thì có con Sách Dumen, một con máy lớn nhá, dành cho các bác đi khai thác chuyên nghiệp. Con này là máy Sách Dumen của Đức này. Đấy, ốp của nó là bằng hợp kim này, hợp kim nhôm nhá, cho nên là rất là khó tránh khỏi những chày trước của những cái dòng máy khai thác chuyên nghiệp nhá. Anh em đi khai thác thì thường nó để này nó đổ xăng đổ nhớt. Rồi, con này thì được trang bị là lam 45, xích là xài xích 325. Xích này thì anh em đi hạ cây đi xẻ ok nhá. Hàm rồng hàm riêng rất là hầm hố nhá. Như con này thì được trang bị công suất là 45cc. Máy được trang bị công suất là 45cc, máy nòng đứng. Con này là hệ máy của Đức sản xuất nhá. Đó. Với phân khúc như thế này thì con này máy chạy nó một chất lượng 18-10 so với những cái hàng Estin nhá. Đều là những cái hàng máy rất là nổi tiếng của Đức, hàng Đức anh em biết rồi. Cực kỳ là chất lượng luôn. Như con này thì trọng lượng máy là 6kg nhá. 45cc, nòng 42. Con này giá 2,4 triệu bao phí ship, chuyên dành cho anh em đi cắt khai thác chuyên nghiệp nhá, đi hạ cây hạ kia thì cực kỳ là ok luôn. Vành gỗ tầm 150-170 thì phang thoải mái luôn anh em nhá. Con này thì giá 2,4 triệu thôi bao phí ship. Máy chạy là bốc này và rất là lợi xăng. Độ bền của máy Đức thì anh em biết rồi nhé. Các bác đã xài qua Estin, xài qua Solo hay Sách Dumen thì các bác đều biết được chất lượng máy độ bền rất là cao nhé. Rồi test đổi tiếng máy con K7 cho các bác này. Con này giá 2,4 triệu nhé. Như con này thì nó chạy chuông đồng tiền cho anh em nhé. Chạy chuông đồng tiền ạ, chuông 325. Cực kỳ là chất, anh em về thích lên xích đại thì anh em thay xích chuông xích đại vào nhé. Thì ok luôn. Con này giá 2,4 triệu bao phí ship nhá. Đó, một con Sách Dumen. Rồi tiếp theo cuối cùng K8 ngày hôm nay. K8 ngày hôm nay thì có con siêu VIP này. Siêu VIP con Komatsu G330. Anh em miền Tây nhìn phát biết luôn, nhìn phát biết luôn hệ chất nhá. Chuyên dành cho anh em đi cắt chuyên nghiệp nhá. Cắt leo cây này, leo cảnh này, đi hạ cây này. Cắt bạch đàn, gỗ ghiếc này, thoải mái luôn. Lốc con này là lốc nhôm các bác này, lốc nhôm nhá. Lốc nhôm của dòng G thì những cái dòng lốc nhôm đều là 330, 340, 370, 410 là hệ khai thác chuyên nghiệp các bác nhá. Đặc biệt thì với trọng lượng của con máy này nó rơi tầm 5,3kg thì rất là dễ dàng cho tất cả những hoạt động di chuyển của các bác. Máy thì được trang bị lam Latin, xích là xài xích chung 91. Xích này thì anh em đi hạ cây đứng kiếp thoải mái đi lam 35. Một con G330 siêu VIP, cái hệ của anh em miền Tây nhìn phát biết luôn. Cái hệ này thì chạy siêu êm này, siêu loại xăng nhá. Chạy thì em nói các bác cực kỳ là sướng. Nó cái hệ này vào tải này, vào tải nhá, không bao giờ có chuyện là bị đứng xích hay là bị ngộp nhá. Nó rất là ngon luôn. Con này thì trọng lượng 5,3kg, đi cắt thì hạ cây bạch đàn, điếc thì keo kiếc thì phải chê luôn. Độ bền nó rất là cao, nó được sản xuất ra để sánh ngang với những hệ Estin nhá. Đó, của Komatsu nó ấy. Cái hệ này thì anh em miền Tây thì đã xài qua thì biết rồi, nhưng cực kỳ là chất. Và đặc biệt các bác là hay phải leo trèo tỉa cành trên cao ấy, cắt cây dừa, giết cây dừa to ấy bằng cái ôm người nhá. Cắt những dòng này cực kỳ là phê luôn. Đó, không bao giờ có chuyện lỗi lầm luôn các bác nhá. Riêng hệ này, ốc áng này, 7 màu các bác này. Đấy, trời nó 6 giờ tối nhưng mà nó rất là tối rất là nhanh, cho nên là em sẽ quay nhanh nhé, các bác thông cảm cho em. Như con này thì bán cho anh em giá 3,3 triệu, K8 giá 3,3 triệu bao phí ship, dòng này chạy siêu lại xăng luôn. Rồi, con này là trong cái công suất 33,3cc nha. 33,3cc, nòng với tầm 39 ly. Máy nòng đứng, test nổ đây. Các bác nghe tiếng răng kỳ này, phê cực kỳ là sướng nhá. Đó, này như là đi thầm một sơn luôn. Gót bật vào tai nghe cực kỳ là êm nhá. Rồi, đó. Rồi con này thì giá là 3,3 triệu, một cái hệ siêu cao cấp của Komatsu các bác nhá. Đó. Rồi, anh em nào quan tâm sản phẩm thì mình có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0976 12330. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người. Đây, trời rất là tối các bác, các bác thông cảm.